Rồi, chào mừng anh em đến với trò phá băng này nhé. Rồi, vào phòng cao thủ luôn. Mình kiểu cao thủ mà, vào phòng cao thủ luôn, đẳng cấp. Rồi, múc. Rồi, anh em chờ tí mình mở âm thanh lên nha. Đấy, có wheel rồi, có wheel rồi anh em ơi. Đấy, khá là ngon nhé, vừa vào luôn. Húp ngay phát đặc biệt luôn. Anh em vào chơi con này giải trí thì rất là hay nhé. Mỗi ngày mình đi làm về mệt mỏi thì cũng phải tìm cái gì đó để mà chơi cho nó giải trí tâm, giải tỏa tâm trạng nhé. Thì mấy con này là lựa chọn của mình, nên mình cũng chia sẻ cho anh em thôi. Đây, đây rồi. Lại vào được cái đặc biệt nữa. Tuyệt vời. Ui, như thế này không được vào đặc biệt ta. Đây rồi. Anh em cứ đi vòng như mình thôi là rất là ok nhé. Đây rồi, đây rồi. Lại đặc biệt. Hôm nay may mắn quá rồi. Hôm nay cực kỳ may mắn nhé. Chơi vui vẻ như thế này thì ngại gì mà không vào thử anh em. Mấy ông cứ phải suy nghĩ lăn tăn đầu óc chi cho nó đau cái đầu. Vừa vào ăn được vài quả đặc biệt rất là may mắn. Ui, niềm may mắn nó đi đâu hết rồi. Nãy giờ đi không không luôn đấy. Vào được mấy quả đặc biệt xong rồi lại mất hút rồi anh em ơi. Như thế thì nó mới hấp dẫn nha mấy ông. Cái nào cũng vậy mà. Nó tạo độ khó để tăng cái sự hấp dẫn mà. Rồi, rồi 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 xem nào. Ui không vào. Tưởng đâu là lại được vào lượng miễn phí chứ. Vừa vào rõ ràng là may mắn phết nhưng mà bây giờ thì mình thấy hết rồi. Phát này cũng khá là ok đấy. Nãy giờ chưa thấy có wheel đồ ta. Hay lâu nhỉ. Scepter cũng không thấy ra luôn. Ôi vừa nhắc. Còn Scepter nữa. Thấy ra một quả Scepter nhá. Xong hôm nay mình được cái may mắn đó không?
ngon. Làm được phát này ngon phát. Cuối cùng cũng làm được phát may mắn nha nào ạ. Đúng là không biết trước được. Đâu ai nghĩ như thế đâu. Tự dưng lại vào phát. Quá là hay. Quá là may mắn. Rồi rớt thêm một thằng này nữa thì thôi rồi luôn. Không biết có rớt không đây. Ui không rớt. Rồi rớt thêm thằng đó nữa thì thôi luôn đấy. Hơi bị ngon đấy nha. Nãy giờ thì nó cũng rất là đẹp nhé. Nó đưa mình xuống xong nó đưa mình lên. Phát này bao nhiêu đây? Rồi rất là đẹp nha. Quá tuyệt vời. Đấy. Quá là hấp dẫn phải không anh em? Mấy con này chơi siêu hay luôn. Anh em vào chơi giải trí vui vẻ lắm. Đây Will Will. Xem nào. Cũng tạm. Như thế này là quá ổn rồi. Nhưng là vào mấy con này chơi thì mấy ông cứ bình tĩnh nhé. Đừng có vội. Thì cứ từ từ thôi. Đây, xem nào. Đấy. Liệu lịch sử có lặp lại không? À, không có nha. Rồi. Thôi thì hôm nay mình chơi vui tới đây thôi. Chào anh em nhé. Hôm sau lại gặp.